Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 gửi bạn đến trình này góp của token 2 UNI. Khi tham gia góp bạn nhận được 200 token UNI. Con này nó list trên cấp cua nha các bạn. Rồi một list 18 bấm ta. Rồi các bạn bấm nút airdrop. Rồi các bạn join hai kênh Telegram đó. Một kênh Telegram group trong kênh Telegram của nó. John. Ồ, xin quá ha. Rồi danh con kênh thứ hai của nó. Các bạn John. Con lướt ra. Các bạn vào setting copy username là cái username này nè các bạn. Rồi đây mình kiếm web này làm thử. Rồi các bạn ghi cái xe đen của Google này là các bạn. Rồi các bạn ghi cái xe đen này là. Rồi bạn gỡ nó. Subscribe. Rồi các bạn subscribe rồi đặt cái username iDrop các bạn. Join kênh iDrop nó nè. Rồi ghi cái username Telegram. Cái username này các bạn. Anh 0329931577 0329931577 con không gỡ. Rồi follow Ever nữa. Follow Ever của nó. Anh nhớ subscribe ủng hộ mình, cảm ơn tất cả các bạn khi rồi mình nói chuyện lớp được, mong tất cả các bạn thông cảm nha. Các bạn theo dõi nè. Các bạn like nó 1-2 bài các bạn. Giờ các bạn thoát ra các bạn. Follow dịch tờ quýt account đó. Rồi các bạn theo dõi nghe các bạn. Like nè. Các bạn test lại nghe các bạn. Test lại cho mày luôn. Em kiểm tra giúp các bạn. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Các bạn ghi username server của mình đó. Cộng win VNH9. Bạn gỡ các bạn. No. Rồi gỡ địa chỉ email của mình các bạn. Rồi các bạn lấy link mình chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Con này iDrop con này nó không có cập nhật gì nữa, nó gửi mail về cho thanh toán cho mình nha các bạn. Rồi vậy video mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha các bạn. Kèo này kèo ngon các bạn cố gắng làm nha. Nữa nó gửi cái mail về thông báo cho mình rút tiền nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha các bạn. Nó phân phối sau.